ngày mới, thì mình xin chúc tất cả các bạn luôn dồi dào sức khỏe. Ngày hôm nay thì mình với anh em công xưởng tiến hành mình cẩu mấy cái cây. Hồi chiều hôm qua thì mình có đốn với anh Thắng mấy cây bên đất của anh á, để mình về bên đây thì anh em công xưởng tiến hành mình cặp cái mé bên đây nè. Mé bên đây lý do lúc trước anh Thắng anh có múc một số đất ở dưới sông dưới đó lên đây nè, thì nên nó bị lún xuống một phần này. Anh Thắng anh cũng sợ khi mình kéo cái con xà lan mình lên chỗ này nè, sợ nó sạt xuống. Thì mình cắm cây xong thì mình tiến hành mình ban đất này cho mình dọn cái bãi để mình kéo lên. Chắc mình kéo phà xong rồi mình mới sơn cái dàn chân, rồi xong mình mới sơn cái con xe. Con xe của mình thì mình cũng hoàn thiện xong hết rồi. Ở mé ngoài này thì mình thấy mấy cái cây dừa mà anh Thắng lúc trước anh có cầm á, nọc đồ thấy còn cao quá. Chắc mình cầm cây xong cái mình ban xuống, mình lót, mình ban thấp xuống như đó. Nóng vô hả gì? Nóng vô phải không? Bữa đó mình mua hết mấy cái đạn này hết nhiều rồi chú Bảy. Đạn cốt này 30 mấy. Ráp này vô thấy cũng khó quá hả anh Thắng? Dễ chứ đâu khó. Phải có làm đồ đóng vậy này mới được, còn nếu mà đóng không là nó bể cái chai đạn liền. Bể dành liền. Bể dành này phải không anh? Mấy dành này phải không? Dành nhỏ không? Mềm, mấy dành nó mềm á. Miệng này nè. Miệng nó mỏng dánh nè, nó giòn. Miệng trong này nè. Miệng này nè. Không có làm đồ đóng vậy là đóng bằng cái cây chắc là bể liền. Cái nào thì cái bể tiếp tục. Từ khi là đạn lỏng, cốt lỏng nó không bể thôi. Rồi. Chắc là mình phải xây mình chạy mới được. Thời gian nhắc này nè. Cái tay mình bỏ cái tay. Lợi này đâu có xây được. Xây vòng đó hình lăn được rồi. Dạ. À, được rồi. Đây là cái dòng đạn chú Bảy thay cái mới luôn. Anh Thắng anh cũng tranh thủ anh ráp cái đùi cho chú Bảy rồi á, để chiều nay lỡ mưa cái ba cái nước mưa xuống cái nó bị xét cái đùi của chú, thì ráp xong cái mình mới tiến hành ra ngoài kia mình cẩu mấy cây mình cắm ngoài kia sau. Cái đùi mé bên đây thì chú Bảy bị vô nước á, nên nó bị hư mấy dòng đạn, với lại hư hết cái mặt đạn, thì chú Bảy thay cái mới luôn. Đi đạn mới vô thử đi. Bị lỏng nhẹ ha. Ừ. Nè, rớt chạy rớt rồi, công việc chạy rớt ra luôn rồi. Ừ. Dở vậy đang mới thì dở quá ta. Dở ha. Không khít ha. Không khít. Dở. Sao mình nó không có loại mà đạn mà không có mũ không ta? Có rồi đó không ta? Sao mình không chơi rồi đó? Kiểu này nó phải xịt thằng này. Trời này lúc đạn mới vô nó còn lỏng hơn cũ nữa. Lỏng hơn. Thôi về luôn. Cái ít chứ. Chà vậy anh chi anh? Thử một chà.
bảy cái bánh răng này nào giờ chú thay lần nào chưa chú? Thay rồi đó. Thay mấy lần hả chú? Một lần à. Sao chú bảy nhìn kỹ rồi. Đó. Giống như chú bảy kéo lại đừng cho nó rớt bung mặt trà ra chú bảy. Thường thường người ta có con dây người ta nẹt qua. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Đùi này nó nhão lắm chú bảy. Thôi với kia nó nhão lắm rồi. Ủa, còn mặn cá một bên dở bên ngon ha. Nào giờ chú chưa thay mà ta? Chưa. Tại vì bên này nước nó vô trước. À, nó nghe nước vô cũng chạy thời gian lâu quá. Nó hư ha. Nghiến nghiến hư. Dạ. Thời gian lâu quá nó nhão hết. Này đánh đạn như mấy gì nè nước vô nè. Đúng ra đúng không? Nó đạn nhão chứ hai đạn hai đầu với thầy không có lâu nó hư lắm. Dở hư. Bởi vì mình thấy mà mặt trà mà vừa chảy mình tranh thủ mình thay đi. Ừ. Nó chảy bên là bên kia mình thay luôn đi. Nó cũng vừa đó. Nó cũng anh em đó chú bảy ơi. Bên mà thấy bên đây chảy bên kia không chảy thay bên thôi là vậy. Thời gian mình kiếm cái đùi cái đĩa mình ráp vô bỏ cái này ra ngoài. Dạ. Nó bền đó. Dạ. Cái đùi như vậy bình thường thị trường bán nhiêu cái anh hả? Tùy theo. Cái đĩa mà bán nhiều mà giá thị trường thường là bao nhiêu anh? Theo giá trung bình á bán 20 triệu một cái ha. Dạ. Ok rồi cho nó trơn tru rồi mới ráp vô anh Thắng. Có bình nhớ bình nhớ xịt bị mất thất lạc rồi. Mình mua về rồi mình được quyền tháo ra mình coi không chú Thắng? Được chứ, tháo ra coi đàng hoàng chứ thôi biết chổng cái gì về chổng. Búa luôn. Cái cốt luôn nó không đồng tâm, nó không im. Chạy thấy nặng nề quá anh Thắng. Rồi mà chú bảy ơi, mấy cái cây cốt riêng hộp chú bỏ đâu rồi? Chú bỏ vô cái hộp chú ngâm nhớt rồi. Dạ dạ. Mốt có thắt nhạc cái mình lấy đó là mình thay lại. Dạ dạ. Dạ dạ. Chân mà không phạt ha. Không phạt, nó bị chú hổ này nè. Chú kêu tôi gửi hai cái bánh này đây lát kia lại lấy nha, nó không cho được chú ơi. Chú đi trở lại đi vòng vòng lát phạt chú 2 triệu giờ nè. Không được luôn, phải điện kia lại đây chứ bơi xuống qua. Thank you.
rồi. Cái này ảnh cầm tới hai hàng cừ. Ủa dạ, cái này anh đốn nào có sẵn hay vậy ta? Dạ dạ. Chú bãi nó sao? Máy chạy còn êm. Như là không thể nó đổ hơi á. Dạ dạ dạ. Chứ nước không thấy đâu hơi. Dạ. Đó rồi. Dạ dạ dạ. Mới làm chút xíu mệt anh đó. Cái phải uống nước mới được chứ không uống chả lạnh. Giờ anh tính cầm mấy hàng được anh? Dạ trước cái cầm hai hàng đi. Dạ dạ. À, như cây cầm thêm hàng nữa. Dạ dạ.
cao rồi hả anh ơi. Bể mình mới dọn xong rồi. Kéo được tốt hết rồi anh ơi. Trời ơi được tốt hết rồi. Sợ nó không bằng em kéo lên nghiêng á. Không có gì đâu, kéo một rút lên mà được hết. Đây nó đó hơi cao rồi. Cái này miếng này nó. Ok. Nó lạ rồi. Nãy giờ nó cho nó chạy tốt. Ở ngoài này thì cây cũng còn hiếu. Ơi. Nãy con cua đá chặt phá cái này nào. Thắng ơi, cái này chiều dài đủ em phả lại xem nằm không anh? Đủ em di xích. Không thấy chiều này cả này di xích rồi. Phả có 11 mét mấy mà. Phả tới 12 mét rưỡi anh ơi. 12 mét rưỡi hả? Dạ. 12 mét rưỡi di xích mà. Cái dây bắn cá anh tới 20 thước luôn, anh tới dưới đó rồi. Dạ. Vậy chắc đủ. Đủ. Phà tới đây là hết phà. Tới đây ha. Thầy sẽ kéo tới đây coi. Xe mình nằm chỗ đó. Được rồi. À, nếu mà không đủ nữa thì cái xe mình nằm trên chỗ mấy thùng phi đó. Dưới xích. Dạ. Mưa lớn anh Thắng ơi. Ủa nãy có tấm bê lông ở đâu anh? Đẩy ghế rồi. Có chỗ đó thì cao nè. Chỗ nào? Chỗ mấy nhỏ đó. Chỗ tấm dĩ á. Chỗ gì đầu tiên hả? Ừ. Cao nổi không biết. Nếu cao thì chú chừng nào kéo em gọt lại. Em gọt cho hạ thấp xuống. Thấp xuống cái em bắt đất như bắt mấy cái lỗ này. Bắt lại là chỗ này nè. Dạ dạ. Gọt còn ít thôi chứ đừng gọt mà hủng. Rồi rồi, rồi, rồi biết rồi. Gọt tới em dĩ luôn ha. Ừ. Được không? Ừ, được. Tới đây mình chừa cái chỗ mình lên xe anh. Ừ, gọt tới đây thôi. Rồi tới đây đi. Tới đây được rồi. Gọt hai bục đất hả? Ừ. Dạ bắt hả? Gọt xuống chừng tắt hả? Chị coi cho xéo xéo lên. Nhẹ kéo. Dạ. Nãy giờ trời mưa cũng khá là to. Giờ mình tiến hành mình đổ dầu trong cái bình dầu này ra để anh Thắng cẩu cái máy ra. Rồi xong rồi mình bắn các cái lắp máy luôn. Cái thùng dầu này là cái thùng dầu của cái máy liên hợp đó. Rồi người ta xài. Lúc đó mình đóng phà rồi mình mua cái thùng dầu này luôn. Phần mình muốn cẩu cái máy lên để mình thay cái mặt đạn ở dưới cái chỗ mình gắn cái máy vô nè. Tại vì cái mặt đạn đó thì thời gian lâu quá nó bị xét rồi. Giờ mình bẻ cái đầu máy nó cũng khá là nặng á. Mình đang vệ sinh trong mấy cái kẹt của cái máy ủi này nè. Để bữa cái trong cái máy này thì mình không có bắn cát được. Tại anh bắn là sổ lũng. Chỉ sơn lên thôi. Tại mình đi dùng nước mặn á, nên nước mặn nó cũng mau xét chứ. Mình cũng không biết là ngày mai anh Thắng ảnh có rảnh để kéo con xà lan mình lên không nữa. Thì mình tới đây rồi, bây giờ chừng nào ảnh làm thì ảnh làm chứ mình cũng không có hối ảnh nữa. Thì thôi thì mình cũng xin tạm dừng cái clip này ở đây. Mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn cũng đã xem cái clip của mình. Mình cũng xin chúc sức khỏe tất cả các bạn.